Thành Long và nàng thơ Kim Hee Sun. Bạn có tin vào luân hồi chuyển kiếp? Tôi thì không tin. Nhưng mà bên kịch phim này thì có một tình yêu xuyên thời gian, yêu từ kiếp này sang kiếp khác, mấy nghìn năm trôi qua rồi vẫn yêu. Đó chính là những gì đã diễn ra trong thần thoại. Bộ phim mà tôi thuộc lòng nhạc phim nhưng mà nội dung là gì thì chịu. Mọi chuyện bắt đầu tại Trung Quốc 2000 năm về trước. Công chúa Ngọc Thấu của đất nước Triều Tiên đã được gả cho hoàng đế Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc để thắt chặt tình bằng hữu giữa hai đất nước. Đúng là dấp cá nấu với canh chua. Vận mệnh đất nước thì được mua bằng lòn. Đoàn Trung Quốc dẫn đầu bởi tướng quân Mông Nghị. Như một lẽ thường tình trong phim cổ trang Trung Quốc, các tướng quân luôn có tình ý với vợ vua. Nhưng có vẻ đường đến bên vua của công chúa hơi gian nan vì một đám quân khác từ đầu lao đến. Bọn tao là người Triều Tiên, nước tao thích bế quan tỏa cảng. Đề nghị công chúa quay đít trở về, không cưới xin gì hết. Công chúa giờ là quý phi nhà Tần. Thằng nào động đến tao chém. Chỉ có một thứ Tần được phép xuất hiện ở đây nhé, đó là gà. Thế là hai bên lao vào xô sát. Oan nhất vẫn là những người của đoàn đưa dâu. Quân Triều Tiên tung hỏa độn về phía đoàn công chúa. Chắc quên mất đâu là bạn đâu là thù. Nhưng chí ít câu kéo được tướng quân Mông Nghị lao lên. Tướng quân cứu công chúa bằng cách phá xe của công chúa. Chiếc xe lao nhanh về phía vực, cả tướng quân Triều Tiên và Mông Nghị cùng đuổi theo. Hai tướng quân đánh nhau chán chê mới nhận ra cứu công chúa là điều quan trọng nhất. Xe ngựa không màu xanh nhưng lướt đi rất nhanh, lướt mẹ xuống vực. Mông Nghị kéo công chúa ra, nhưng thể áo chồng cồng kềnh vướng víu vất. Anh đành lấy thân mình kéo xe. Công chúa thì cứ như bị tật ở chân, cứ ngồi ngắm Mông Nghị mà không chịu bỏ ra. Tướng quân Triều Tiên chạy tới, để nó kéo mãi à? Trông nó còn khỏe lắm, về làm vợ ta đi. Lấy người Trung Quốc phải xếp hàng khi quan hệ đấy. Công chúa ứ nghe. Tướng quân dỗi, quay ra đánh nhau với Mông Nghị. Thay vì kéo công chúa lên thì hai ông quyết định vừa kéo vừa đánh nhau cho nó thế giới. Công chúa thì cứ ngồi im cưỡi kiệu xem đánh nhau, kệ mẹ việc mình sắp bị rơi tan xác. Chiếc xe trượt nhanh khiến Mông Nghị phải lao ra bắt công chúa. Người và xe cùng rơi xuống vực. Mọi chuyện vừa xảy ra đều chỉ là một giấc mơ mà ngày nào rách cũng phải trải qua. Anh là một nhà khảo cổ, tiếc 5 triệu nuôi con nhưng lại bán cả gia sản để đi theo đuổi đam mê. Người bạn của anh là William từ Mỹ trở về, ngỏ lời muốn giúp đỡ chuyện tài chính. Còn Jack thì sẽ giúp anh ta tìm hiểu về dự án phản trọng lực. Cụ thể là khi quay một thứ rất nhanh thì sẽ có thể xóa bỏ trọng lực của vật đó. Nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng mà tao làm khảo cổ, mày làm vật lý, sao tao lại có mặt trong câu chuyện? Tao học vật lý ở Hogwarts, nghe thì cũng đúng. Nhưng mà đúng hơn là do Jack đã từng có bài viết về một ngôi mộ có chiếc quan tài lơ lửng tại Dasa. Dù Jack nói đó chỉ là do anh bịa ra để dắt mũi người đọc, nhưng William vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng phản trọng lực có tồn tại. Jack nể lắm mới đi. Họ trà trộn làm người trong đạo để lẻn vào ngôi đền mà Jack đã đề cập. Thực sự có người có thể lơ lửng tại đây. Theo khoa học mà nói thì 99% là có dây dợ kéo lên. Còn theo Hogwarts nơi William học thì khả năng cao có liên quan đến phòng chống nghệ thuật hắc ám. Hai người đột nhập vào bên trong lăng mộ có một chiếc quan tài đang bay. Trên đó có ghi câu chuyện ngày xưa khi hoàng tử nước này sang bên Trung Quốc chơi. Vua Tần Thủy Hoàng quý nên tặng cho anh ta vài cô vợ. Nhưng thằng này khôn định chọn cô đẹp nhất. Tần Thủy Hoàng đành phải tặng cho hoàng tử một viên bảo thạch có khả năng xóa bỏ trọng lực. William nghịch nghịch rồi cậy mẹ viên đá ra, khiến mọi thứ rơi xuống. Lính canh ập vào đuổi Jack và William. William nhanh bốn cái chân leo lên chiếc trực thăng, nhưng người dân ném đá khiến họ phải bỏ Jack lại. Jack không hỏi mẹ nên không biết đi đường nào. Anh trượt chân ngã xuống. Và Isekai về năm xưa, khi tướng quân Mông Nghị cùng công chúa Ngọc Thấu rơi xuống, hai người đành phải lánh tạm tại chân núi. Một đám lính từ đâu xuất hiện tấn công hai người. Mông Nghị kết liễu toàn bộ nhưng bị thương nặng và ngất đi. Công chúa Ngọc Thấu khâu vết thương cho Mông Nghị và anh lại quay trở lại thời hiện đại. Một cô gái bản địa đã vớt được anh và mang về chữa thương. Anh được gặp một cao nhân tại đây, người biết rõ anh vừa gây tai họa cho ngôi đền, nhưng ông cũng không quan tâm lắm vì chỉ có những con chiên ngu muội mới tin vào vụ thần linh đó. Jack hỏi về những giấc mơ kỳ lạ của mình. Vị cao nhân không trả lời vì ông cũng không biết. Ông đưa thanh kiếm cho Jack, khiến anh nhớ về kiếp trước. Mình cũng đã từng dùng thanh kiếm này để chiến đấu. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy kiếp trước lúc đang tỉnh. Thế giờ con phải làm gì thưa thầy? Con sẽ tự tìm ra mà thôi. Ủa rồi nãy giờ nói khùng điên gì vậy? Jack nhìn xa xăm, cố nhớ về những miền ký ức kiếp trước. Lúc anh và công chúa Ngọc Thấu đang ở trong hang núi, bên ngoài tuyết lạnh giá buốt rụt cả vòi. Nếu công chúa có, còn Mông Nghị có nên rụt từ đời nào không hay. Anh vẫn đứng canh dù trời giá rét. Giờ thì anh thành người băng. Công chúa dùng lò sưởi 38 độ sưởi ấm cho Mông Nghị. Tầm này thì không ôm đi chứ còn gì nữa. Tuy gần gũi nhau là thế, Mông Nghị ngày hôm sau lại không dám nhìn Ngọc Thấu vì thân phận binh lính của mình. Hôm qua ôm chặt thế mà hôm nay đã không dám rồi à? Tại hạ không dám. Thế giờ múa có xem không? Thôi thì xem tí cũng đâu có mòn đâu. Tình yêu của hai người từ đó cũng nhen nhóm, nhưng chỉ còn vài dặm nữa họ sẽ về tới kinh thành. Lúc đó thì công chúa sẽ là vợ của Tân Vương. Ngọc Thấu không muốn làm vợ vua, mua danh phận về mình. Cô chỉ muốn mua áo của trùm cuối. Sao mà áo chính thức của hệ thống The Reviewer. Ở đây chúng tôi có đủ các thể loại mẫu áo mẫu mã từ phim, game và anime. Ngoài ra chúng tôi còn bán cả tranh. Tranh gì cũng có gì tranh nấy. Và sắp tới sẽ có thêm rất nhiều thứ hay ho nữa. Link mua hàng ở phần mô tả. Cô chỉ muốn bên cạnh Mông Nghị. Tại sao cuộc sống lại không theo ý mình?
Đây là thời phong kiến thưa công chúa, ít người được làm theo ý mình lắm. Công chúa hứa sẽ cố gắng sống tiếp, chấp nhận số phận, tất cả là vì Mông Nghị. Và ta quay trở lại thời hiện đại, cảnh sát Đa Sa đã phát hiện được Jack còn sống. Anh được cô nàng bản địa cứu giúp và lên đường trở về Trung Quốc. William bỏ bạn về tới Trung Quốc, cũng phát hiện ra bí mật của viên bảo thạch. Nhưng mà một viên thì chả làm được gì trừ việc lừa trẻ con. Họ cần một số lượng lớn hơn. Dự kiến sẽ có khá nhiều lăng mộ bị đào. Nhưng đã có vài bất đồng giữa Jack và William. Jack là một nhà khảo cổ, anh chỉ quan tâm đến thu hồi cổ vật, vinh danh nước nhà. Còn mấy cái thứ đá bay nhảy kia anh không hề quan tâm. William khá bực tức, nhưng thằng này nó là bạn mình, cũng khó. Cô trợ lý đưa anh đến gặp nhà tài trợ của dự án để xin ý kiến. Đó là ông Cố, một nhà khảo cổ khác, nhưng săn tìm cổ vật bằng bất cứ giá nào, kể cả một lăng mộ. William không hợp tác với kẻ phá mộ, nhưng anh bị ông Cố nắm thóp vụ phá mộ Đa Sa, cộng thêm vài lời ngon ngọt, nên William đành làm việc cho ông ta. Trở lại thời xa xưa, Tần Thủy Hoàng đã gần đất xa trời, và nếu ông ta chết, Ngọc Thấu sẽ bị chôn sống cùng với ông ta. Linh Đơn Trường Sinh đặt ship giao hàng tiết kiệm nhưng đã bị phiến quân chặn cướp. Mông Nghị xung phong đi giành lại Linh Đơn, nhưng lấy lý do quân lính có hạn, tể tướng chỉ cho phép Mông Nghị dẫn theo lính của anh. Mông Nghị nói lời từ biệt với Ngọc Thấu trước khi ra đi, mà không biết rằng đó là những lời cuối cùng anh sẽ nói với nàng. Tên tể tướng đã sai một tên tướng quân khác đánh chặn Mông Nghị, không để mang Linh Đơn về kịp thời. Đương nhiên, mục đích là để giết chết hoàng thượng. Toàn bộ đội của Mông Nghị chết sạch. Anh đưa thuốc cho lính và ở lại cân hết, chả biết có cân được không. Mà phim lại trở về với thời hiện đại. Jack và William đã tìm được một hang động bí mật. Tên Cố ở xa đã quan sát được hết, chỉ chờ Jack vào trước thí mạng. Tên Cố và thuộc hạ cũng bám theo. Jack tiến vào bên trong nhưng kiệt sức. Công chúa Ngọc Thấu từ đâu bay ra? Chắc chắn không phải là mơ. Nơi này là một hang động chứa toàn đá không trọng lực, người ở bên trong có thể bay nhảy như chim. Công chúa Ngọc Thấu hạnh phúc vì được gặp lại người mình yêu. Không chỉ có công chúa, còn một người nữa cũng xuất hiện bất ngờ tại thời hiện đại. Chính là người lính thân cận của Mông Nghị ngày xưa. Anh đã làm đúng mệnh lệnh bảo vệ công chúa cho đến khi Mông Nghị quay trở lại. Câu chuyện năm xưa lại được tiếp tục. Linh Đơn Trường Sinh hóa ra có công dụng thật, nhưng tên tể tướng không hề biết. Hắn ép công chúa uống, ai ngờ lại được bất tử. Còn Tần Thủy Hoàng thì chết, coi như Tần Thủy Hoàng đen. Còn về tướng quân Mông Nghị, anh ở lại chấp hết đoàn quân. Bên kia chiến tuyến toàn những người lính biết uy danh của Mông Nghị. Họ cố khuyên anh đầu hàng nhưng mà anh chém hết và trả giá bằng mạng sống của mình. Đúng lúc đó ở thời hiện đại, tên Cố đã xông vào trong, rách trách William phản bội. Lại một lần nữa khảo cổ và khoa học choảng nhau. Đây là cái mộ, mộ thì phải chôn. Mộ có cái hay của mộ chứ. Phải đào, chôn, đào. Tao chôn hai thằng mày rồi ta đào mộ được chưa? Tên Cố tiếp cận Ngọc Thấu để hỏi nơi cất Linh Đơn Trường Sinh. Rách bay đến, vô tình đạp một con ngựa đá đè vào người William và kích hoạt bẫy thủy ngân. Rách đứng giữa hai lựa chọn ngăn tên Cố hoặc về cứu William. Anh chọn cứu William. Sao anh vẫn không cứu được? William chăn chối khoa học là best, khảo cổ con kẹt, nhưng mà mày vẫn là bạn tao. Và ra đi. Lăng mộ sụp đổ, Jack lôi công chúa ra ngoài. Nhưng không, anh không phải Mông Nghị. Công chúa không theo trai lạ, Jack kệ mẹ, lao ra ngoài một mình. Tên Cố cũng bị lăng mộ đè chết. Jack là người cuối cùng còn sống sót. Anh về nhà viết một cuốn sách tên là Thần Thoại để tri ân người bạn William và công chúa Ngọc Thấu. Và cũng không mơ mộng nhớ nhung gì công chúa nữa, vì anh có phải Mông Nghị đéo. Tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.